Táo. Không. Táo này được hái ở trên trời xuống. Táo cô tiên. Ai cho? Thì cô tiên đương nhiên là cô tiên là chỉ chứ trên trời thôi. Cái, ừ. Cái tựa nó gọi là táo cô tiên. Táo cô tiên. Cái gọi là cái nhãn hiệu nó vậy thì chắc chắn là cô tiên là ở trên trời. Ừ. Chắc người ta nhập từ trên đó nhập xuống. Đâm ra là có thể em mình tính ra trên trời nó xuống là nó nhập bằng đường gì ta? Đường máy bay. Máy bay thả xuống. Nó có thả dây hay là thả thả rớt xuống trúng ai thì trúng. Ăn mua không thằng. Mà nói ăn cái này rất là mát nè. Ừ. Ăn này tốt gì gọi là não nè, rồi máu nè. Nói chung là những người nào mập á. Ừ. Ăn cái này tốt lắm. Nói chung là ăn tốt. Ừ, một ngày chừng ăn chừng có 3 trái thôi. Cực kỳ tốt. Để ông ăn thử 1 trái đi. Có thì ăn. Ăn không? Có thì ăn thôi không? Ăn thử 1 trái đi ha. Đúng rồi. Được không? Được. Có rồi. Ăn làm gì đó? Ăn xong bịt lại chứ không thành. Nghĩ sao ta? Không bỏ vô cái bọc. Hả? Không bỏ vô cái bọc không? Bọc tôi xé rách mất rồi. Lại bọc đâu có. Mà bọc thực phẩm hả? Thì đúng rồi, nhà lúc nào cũng có. Trời cái này bán này để bỏ mình nhiều khi mình ăn uống gì đó mình che lại, ví dụ như nhà đa số là ví dụ như là có một dĩa, hai dĩa thì ông bỏ vô cái lùng bàn đúng không? Đúng rồi. Còn cái này mình bỏ vô tủ lạnh mình phải che lại chứ để nó khô. Đúng rồi, với lại nó bay cái mùi ra tủ lạnh. Đúng rồi, không biết gì trơn. Đó. Ủa. Nó có cái đồ cắt nữa mà ta. Khó cắt được. Đó. Cái đồ cắt của nó là ông muốn ăn nữa hay gì? Không, em thấy là lạ thôi em hỏi. Dạ ông đi mua gì ăn đi. Không phải. Ủa, cái màng bọc thực phẩm là anh bọc như vậy hả? Thì đúng rồi, mình phải bọc vậy thì đương nhiên là ai cũng bọc. Vậy tính ra là ông ít đi ăn tiệc cưới lắm đúng không? Cũng hiếp. Thật sự luôn á, vẫn là tiệc cưới là 10 tiệc đi. Trong cái tiệc đó chắc chắn tôi nói ông là mấy cái dĩa mà gọi là thịt nguội hay đồ nguội đó. Ừ. Là luôn luôn có cái màn bọc thực phẩm này. Đúng rồi. Thì sẽ bọc vậy thẳng thẳng chứ có gì đâu mà lạ. Anh bọc trái cây. Rồi anh bọc dạng thịt. Rồi anh bọc dạng kia nó sẽ dính thịt vào trong đây. Anh gỡ thì dính vào đây. Thì dính đây thì chắc chắn là phải dính rồi. Thì dù gì cũng miếng nó cũng bỏ mà phải không? À. Nhưng mà màn bọc thực phẩm á, ít ai bọc như thế này lắm. Người ta bọc kiểu khác kìa. À bây giờ nó có trên mạng nó bán cái lưới chùm này. Không, cái lưới chùm em không nói. Cái lưới chùm đó là cũng 50-50. Này không bao giờ lỗi thời được đâu. Từ dù có thằng đứa chùm ra cũng không bao giờ lỗi thời được. Chứ làm sao không thằng? Bây giờ anh chết thôi, để vậy luôn. Em nói người ta mang bọc thực phẩm á, là người ta không có đẩy giống như anh đâu. Là người ta sẽ để đứng lên. Dựng ngay lên. Đúng rồi. Thường thường á, ta dựng hay ta có cái gì miếng kê lên. Ta kê lên đây xíu nè, để cho nó bằng với thằng này nè. À. Đó để, giống như người ta làm trên bàn, anh làm dưới đất nó khác nhau. Rồi thì ok, thí dụ đi. Đó, chia sẻ cho anh cách để bao màng thực phẩm làm sao cho đúng cách nè. Anh để đây đúng không? Rồi anh gỡ ra thì cũng ập lại vậy thôi. Không có ập lại đâu, hình như ông đang làm cái chuyện gì để ông ăn được nữa. Không, đó thiệt á. Rồi sao? Rồi anh kê lên đó, anh bàn dưới đó, anh chấm dưới. À, dán lại dính rồi. Rồi anh vừa lột anh vừa xoay. Đúng rồi đó. Cái gì? Anh vừa lột anh vừa xoay đó, vừa lột vừa xoay vậy đó. Cái gì vậy? Cho nó đi qua. Rồi xoay vòng luôn, xoay tiếp đi, xoay tiếp đi, giữ lên. Từ. À nghĩa là cứ xoay vậy hả? Cái gì vậy? Xoay hết tốt chưa? Xoay hết cỡ nó chưa? Rồi ok. Chán. Rồi sao? Đó rồi. Anh xoay lại. Ủa sao nó có bong bóng vậy? Thì đúng rồi. Rồi anh để xuống. Rồi xong thôi. Đó, nó là như vậy thôi, nó có gì đâu. Cho nên nó sẽ bảo vệ được cái này, phòng hơn, nó nhìn nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn. À nghĩa là mình làm vậy nó sẽ phòng cao hơn. Rồi. Cái này tính ra mình làm dở đó. Nó phòng to nữa không? Đúng rồi, phòng to nữa đó. Tại vì mình làm lớn, người ta làm trên cái bàn, người ta kể, người ta xoay, nên rất là chuyên nghiệp. Mình làm vậy là mình ấy, nó thực sự nó là như thế này.
À, nghĩa là nó phòng cái đầu là mình đi đâu cái mình cầm cái này chứ không phải bỡ gì cái dĩa. Bỡ cũng được, bỡ cầm gì cũng được, Cầm nhưng vậy mà cái đi. mục đích là mình sẽ quấn như thế này, mình cầm khi mình xuống lại nó sẽ có độ phòng, cái độ phòng nó sẽ giữ, nhìn nó sẽ không đụng chạm đến thức ăn của mình. À, bong bóng nó ở dưới đây nó có trong này nó có hơi, Có ý là trong này hơi, có hơi nó sẽ phồng lên. nó sẽ không đụng chạm đến thức ăn của anh. Nó không có đụng vô cái màng thực phẩm này vô thức ăn. Đúng rồi. Ông học ở đâu rồi? Ông Takula Hả? hả? Thầy Takuda, thầy chuyên gia đi nấu ăn cho bướm đêm. Bướm đêm nó ăn uống rất là kỹ tính. Con bướm đêm liên quan tôi thấy là bướm đêm nhiều khi là nó kỹ kỹ nhưng mà nhiều khi thì thế nó cũng cũng chết nó hầu trình à. Chết thôi trình, nhưng mà nó ăn rất là kỹ, cho nên thầy tôi đang là chuyên là nấu ăn cho bướm đêm, phục vụ bướm đêm ăn. Tính là bướm đêm nó ăn cao cấp dữ à. Trời, bướm đêm thì hàng cao cấp mà anh, bướm đêm ai cũng phải đi săn lùng bướm đêm mà. Bữa nào ông dẫn tôi ăn bướm đêm bữa này. Bữa nào sáng chia sẻ cho. Tốn tiền không? Của nào của cho không và chết cho không lấy gì mà sống. Đủ được hả? Rồi ok, Ok. đó mọi người áp dụng thử cái chiêu này rất là hay nha. Không mà nhìn nó thứ nhất là nó hợp vệ sinh, thứ hai là mình cảm giác như nó ngầu. Đúng rồi, Nó ngầu. ok nhớ tiếp Ok. bật chuông.